ẩm thực truyền thống việt nam luôn là một đề tài thu hút được sự quan tâm của các vị nguyên thủ và chính khách cho dù họ có một lịch sử làm việc làm việc dày đặc khi mà ghé thăm việt nam sáng nay thì trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng singapore bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã mời bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balarisman thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống của việt nam tại một ngôi nhà hàng trên phố lý thư kiệt và hai bộ trưởng thì đã cùng nhau thưởng thức món phở bò cùng với quẩy. Các thành viên khác thì cũng dùng phở gà, bún thang, bún cá hải sản và cả xôi nữa. Sau đó thì thành viên hai đoàn đã cùng thưởng thức cà phê trước khi bắt đầu ngày làm việc bận rộn. Cách chế biến món ăn tinh tế cùng với nguồn nguyên liệu tươi ngon của nhiều vùng miền khiến cho ẩm thực Việt Nam luôn chiếm được tình cảm của những người sành ăn, kể cả các vị chính khách quốc tế. Báo Việt Nam Net đưa tin. Trên trang Facebook cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cho biết, ông vui mừng được trở lại Hà Nội cùng Thủ tướng Lý Hiển Long sau chuyến thăm hồi tháng 6 năm 2021. Ông viết, cuộc gặp gỡ tuyệt vời với các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và người bạn tốt của tôi, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hợp tác song phương của chúng ta đã phát triển ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tín dụng carbon và hợp tác phát triển nguồn nhân lực. Hồi giữa tháng 7, nhân viên nhân chuyến thăm Singapore, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn được ông Vian Balakrishnan mời tham quan thưởng thực phẩm sưởng phố của nước này tại Maxwell Hawker Center. Đây là một trong những trung tâm ẩm thực nổi tiếng và lớn nhất Singapore, tập trung các quán ăn đường phố với hơn 100 quầy hàng, hai bộ trưởng đã thưởng thức món bánh kép, dùng cơm gà Hải Nam và uống trà sữa kiểu Ấn Độ. Thưa quý vị, hiện nay 29 tháng 8, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin đầu tiên về tin bão gần biển đông, cơn bão Sao La. Thông tin có trên báo VOV. Vâng thưa quý vị và theo chúng tôi cập nhật thì vào lúc 7 giờ vị trí tâm bão vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 từ 150 cho đến 166 km h giật cấp 17 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 5 km h trong 24 đến 48 giờ tới, khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 8, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. 7 giờ ngày 31 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ, có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cương độ có khả năng yếu dần. Chiều và tối 29 tháng 8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31 tháng 8. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Thưa quý vị, từ lâu ngày giảm tháng 7 âm lịch hàng năm được biết đến là ngày lễ vu lan báo hiếu, ngày con cháu bày tỏ lòng thành kính báo hiếu ông bà, cha mẹ. Và trong những ngày này, ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng gia tiên, thắp nén hương tưởng nhớ đến người thân đã khuất, nhiều người còn đến chùa để tham gia những lễ cầu siêu. Dạ vâng và nói về một lễ Vu Lan thì Đại Đức Thích Nguyên Chính, Phó Tránh Văn Phòng Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã đưa ra lời khuyên đó là chùa thì khuyên các Phật tử chúng ta sẽ hạn chế đốt vàng mã, lấy tiền đó để có thể làm từ thiện hay là cung phụng cha mẹ khi mà cha mẹ còn sống. Còn chúng ta có tâm thì kể cả là một bộ quần áo thôi cũng là nhiều. Quan trọng nhất là tâm. Chúng ta mong muốn các cụ siêu thoát khi mà siêu thoát thì không thể nhận được những đồ đó. Do vậy chúng ta không nên đốt nhiều vàng mã. Báo VOV có đưa tin cụ thể lễ vu lan là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc tuy nhiên trong những năm gần đây với suy nghĩ trần sao âm vậy nhiều người dân vẫn cứ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu ăn nên làm ra không ít người đua nhau sắm các loại hàng mã như ô tô xe máy nhà lầu tv bằng giấy đồng nghĩa với việc mỗi năm người dân đốt hàng nghìn tỷ đồng cách hiểu này ảnh hưởng không nhỏ đến những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc đại đức thích nguyên chính khuyên rằng những ai còn đầy đủ cha mẹ hãy trân trọng những giây phút thiêng liêng này khi còn được hưởng niềm vui bên cha mẹ đừng để hối hận vì không sống chọn đạo làm con chọn đạo làm người Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố vào sáng 29 tháng 8, tháng 8 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 60,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với tháng trước, thế nhưng vẫn giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi tính chung 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 435,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Vâng ạ, và có thể thấy là sau thời gian dài ảm đạm thì xuất khẩu của chúng ta cũng đã có những cái khởi sắc. Tuy nhiên thì các chuyên gia kinh tế cũng đã cho rằng là nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thì vẫn đang gặp khó vì nhu cầu thị trường toàn cầu giảm mạnh và báo tin tức cũng đã đưa tin. Cụ thể việc nền kinh tế tiếp tục xuất siêu lớn làm dấy lên nỗi lo sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục gặp khó trong thời gian tới bởi kinh tế Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguyên nguyên phụ liệu nhập khẩu nhưng nhập khẩu thời gian qua giảm chứng tỏ doanh nghiệp vẫn đang thiếu đơn hàng nên chưa có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả xuất nhập khẩu, nhiều chuyên gia thương mại cho rằng phía Bộ Công thương cần phải tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến các thị trường mới, thị trường còn tiềm năng như Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latin, Đông Âu và các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tăng trưởng khả quan như ASEAN. Ngoài ra khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA, tạo thuận lợi hóa, tăng cường chuyển đổi số trong công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO ưu đãi, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong hiệp định FTA. Thưa quý vị, Bình Thuận là thủ phủ trồng thanh long của cả nước với diện tích lên đến là 27.000 ha. Hiện giá thanh long ruột trắng loại tốt dao động trong khoảng từ 10.000 cho đến 12.000 đồng một kg, ruột đỏ khoảng 15.000 cho đến 17.000 đồng một kg và theo nhiều nhà vườn, đây vẫn là mức giá đảm bảo lợi nhuận, thế nhưng thị trường những năm gần đây, nhiều người vẫn lo lắng bởi giá rất bất bênh, lúc bán được và lúc không. Vâng thưa quý vị, từng là mặt hàng xuất khẩu trụ cột chính trong ngành hàng rau quả, thế nhưng thanh long giờ đây đang gặp nhiều khó khăn khi mà diện tích ngày càng tăng và nhiều lần sụp giá ở thị trường Trung Quốc, báo điện tử Thanh niên đưa tin. Cụ thể, một người từng có vườn thanh long lớn nhất nước chia sẻ, giai đoạn hiện nay giá thanh long đã chạm đáy mà nguyên nhân chính là Trung Quốc đang trồng quá nhiều thanh long. Thanh long là loại cây cho trái quanh năm nhưng hiện chỉ còn tiêu thụ được theo mùa mà Trung Quốc không có, nên tôi phải tìm hướng đi mới ở góc độ ngành hàng rau quả, tôi nghĩ cũng cần nhìn lại thực tế hiện nay của mặt hàng thanh long và xác định chiến lược giải pháp lâu dài. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafruit Đặng Phúc Nguyên cho biết, hiện tại diện tích trồng thanh long của Trung Quốc lên đến 65.000 đến 67.000 ha, sản lượng khoảng 1,6 triệu tấn, hơn cả Việt Nam là 1,3 đến 1,4 triệu tấn. Chất lượng thanh long của Trung Quốc không bằng Việt Nam, nhưng thời gian dịch Covid-19 vừa qua, hàng mình không qua được, người dân Trung Quốc cũng quen dần với hương vị hàng nội địa trong 1 đến 2 năm tới, Thanh Long sẽ còn gặp nhiều khó khăn nên cần nhìn nhận và chuẩn bị tâm lý từ bây giờ. Thưa quý vị, eo gió được xem như là một tuyệt tác của tạo hóa, đẹp ngỡ ngàng trước đại dương bao la mà mẹ thiên nhiên đã dành tặng cho vùng đất quy nhơn của tỉnh Bình Định. Vâng thưa quý vị và eo gió thì mặc dù không nổi tiếng bằng những anh em họ hàng gần xa ở Phú Yên, Lý Sơn hay là Phú Quốc thế nhưng mà cũng đủ khiến cho du khách nao lòng trước cảnh đẹp hoang sơ ở nơi đây. Và để đến được với eo gió thì du khách cũng sẽ trải qua những cung đường đẹp ngất ngây không kém gì những cảnh đẹp ở nước ngoài. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó thông qua những bức hình được đăng tải trên báo Việt Nam Plus. Eo gió thuộc khu vực 3, thôn Lý Lương, xã đảo Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, Eo gió có một vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ, tất cả hòa quyện với nhau giữa mênh mông biển trời. Nhìn từ xa, eo gió giống như một cái yên ngựa nằm giữa hai mỏm núi cao kề bên biển. Mặt khác, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, lại tựa như một cái phễu. Vì thế, eo gió luôn đón gió từ biển thổi vào với sức gió rất mạnh. Eo gió chính là bờ biển được bao bọc bởi dãy núi hùng vĩ hướng thẳng xa biển. Đến với eo gió, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng đại dương bao la với làn nước biển trong xanh, lắng nghe tiếng sóng vỗ dì rào mà còn được ngắm nhìn sặng núi, vách núi đá sừng sững giữa đại dương. Đến với eo gió, điều đặc biệt nhất mà dường như ai cũng thích thú đó là ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn trên mặt biển. Địa danh eo gió còn được phong tặng là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.